Trong suốt 20 năm qua cái tên Trần Huỳnh Duy Thức một đối tượng chống phá chính quyền nhân dân thuộc hàng số má ở Việt Nam không còn xa lạ. Với những người quan tâm tới thời cuộc và an ninh chính trị đất nước, Thức đã bị kết án 16 năm tù với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân vào năm 2010 là điều không thể tránh khỏi. Kể từ ngày Thức thụ án đến nay, sẽ không thấy làm lạ khi một kẻ hoang tưởng chính trị như hắn có thể nhận thức được hành vi sai trái của mình. Thức vẫn liên tục kêu oan trong trại giam, nhiều lần tuyên bố tuyệt thực đến chết để phản đối bản án. Khi được nhà nước khoan hồng cho xuất ngoại, hắn không đồng ý với lý do ở lại Việt Nam sát cánh cùng nhân dân, sự hoang tưởng và cháo trở lên đến cực độ. Ngày 20 tháng 9 mới đây, Trần Huỳnh Duy Thức được đặc xá, ra tù trước thời hạn theo chính sách nhân đạo của nhà nước. Nhẽ ra, đây là tin vui với cá nhân Trần Huỳnh Duy Thức, gia đình và xã hội khi một người từng xa chân lầm lỡ, vi phạm pháp luật phải trả giá trong lao tù đã biết ăn năn hối cải, được hưởng chính sách khoan hồng, nhân đạo sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình, hòa nhập với xã hội, làm lại cuộc đời, trở thành công dân có ích. Tuy nhiên vừa bước chân ra khỏi nhà tù, Trần Huỳnh Duy Thức đã có phát ngôn lịch chuẩn khi cho rằng mình bị đặc xá cưỡng bức. Khi trả lời phỏng vấn những trang báo mạng phản động ở nước ngoài thức ngộ nhận và hoang tưởng cho rằng đã nhận được nhiều mến mộ của người dân, từ nụ cười đến ánh mắt và tuyên bố tiếp tục đấu tranh. Về sự kiện Trần Huỳnh Duy Thức được đặc xá, đối tượng chống phá cùng hội cùng thuyền với thức là Nguyên Anh giật tỉ tê trên mạng xã hội rằng Chế độ mặc cả tù nhân cho rằng nếu nói đây là một cuộc mặc cả tù nhân để đổi lại sự cởi mở ngoại giao Việt Mỹ thì có thể nói Tô Lâm đã đưa ra một mặt hàng kém giá trị, bởi nếu so THDT với Phạm Đoan Trang đang ở tù thì Trang vẫn có giá trị hơn. Thứ nhất, cần nói rõ rằng không có một cuộc mặc cả tù nhân để đổi lại sự cởi mở ngoại giao Việt Mỹ nào đang diễn ra ở đây. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Mỹ là vì lợi ích to lớn giữa hai quốc gia, dân tộc không bao giờ phụ thuộc vào những kẻ nhãi nhép ảo tưởng và đầy lỗ bịch như Trần Huỳnh Duy Thức. Thứ hai, Trần Huỳnh Duy Thức là một mặt hàng kém giá trị vì trước tòa thức tuyên bố, tôi không chống nhà nước cộng sản, mà chỉ chống cường quyền làm cho những người tranh đấu đều bật cười cho sự ngây thơ chính trị của thức như Nguyên Anh viết ư. Xin thưa, Trần Huỳnh Duy Thức kém giá trị vì chính sự cháo trở và lỗ bịch của y khi cho rằng bị cưỡng bức đặc xá vì vô tội và những màn tuyệt thực vô tiền khoáng hậu. Ngày 28 tháng 1 năm 2018, Trần Huỳnh Duy Thức đã đích thân gửi đơn xin giảm án lên tránh án tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và cơ quan thi hành án hình sự tội phạm Hồ Chí Minh. Điều này đánh dấu một bước lùi lớn trong các tuyên bố trước đây của Trần Huỳnh Duy Thức rằng ông ta vô tội và bị kết án oan. Cuối cùng muốn có vài lời với Trần Huỳnh Duy Thức, đừng có trở thành một con bệnh khó chữa. Nếu không sớm tỉnh ngộ bởi những cơn ngáo dân chủ mà vẫn ngựa quen đường cũ, rồi xa vào những chiêu trò của đám cơ hội chính trị chống phá như nguyên anh đang lấy ông làm trò hề để bày trò cổ xí cho những hành vi phạm pháp hòng công kích chế độ thì ông trời cũng chẳng cứu được đâu ngay trở lại trại giam cũng không còn xa